chương trình tham gia hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024 của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Đại Từ xin phép được bắt đầu. Chỉ đạo nghệ thuật La Bình Trung Thành. Chương trình có sử dụng trích đoạn bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi và các tác phẩm Múa Đất nước đứng lên, liên khúc hát múa Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, bài ca Người lao động vang mãi khúc ca công đoàn, độc tấu sáo Bác Hồ một tình yêu bao la, liên khúc hát múa Đại Từ vang khúc hát mùa xuân Thái Nguyên ngày mới của các tác giả Đỗ Minh, Phạm Trọng Cầu, Thuận Yến, Đức Trịnh, Ngô Phạm Toán, Xuân Thái, Huy Sơn, Biên Đạo, Trung Thành, Văn Được. Biểu diễn tập thể công nhân viên chức lao động huyện Đại Từ. Sau đây xin kính mời quý vị cùng đón xem. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều, những tiếng than đầy đau xót trước cảnh đất nước tan hoang. Còn đâu những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, mà nay là cánh đồng quê chảy máu đầy đau thương. Nhưng chẳng chiến dịch nào hóa được một bầu trời Việt Nam tươi đẹp, rộn ràng tiếng chim, một mảnh đất anh hùng mọc đầy những công hoa đất đã tắm bao nước mắt, mồ hôi và xương máu của dân tộc từ bao đời nay. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Vì nhân dân.
ngày 5 tháng 6 năm 1911. Từ cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành, người thanh niên yêu nước, đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước Việt Nam. Sinh rồi chẳng những che bao vui.
Thái Nguyên năm 2024 thành công.